sống ấm no quên đi bao nhọc nhằn. Cùng nắm tay hát vang ngày Giáng sinh an lành, cầu chúc cho mỗi người hạnh phúc với nhau trong hương bay ngọt ngào. Hãy cất tiếng hát ân hận mừng ngày tuyệt vời, hãy cất tiếng hát yêu thương người và cuộc đời, hãy cất tiếng hát hẹn cao đời cho hòa bình trái tim ta. Sẽ dọc bài hát ghi âm qua bài hát nữa ha, dừng bài hát, lùi bài hát. Rồi, cái này là phần sạc của mình nha, này công tắc điện 3 chiều. Rồi che full slow ha, anh rất là hay. Cao kê là sốc luôn ha, đây mình test thử đoạn cao kê cho anh em xem ha. Boss DK 39 ha, Thành rất là hay, cao kê rất là mượt luôn nha. Đây mình test thử xíu cho anh em xem nha. Con này thì bass 4,5 ha, chiều cao là khoảng 85cm, rồi bề ngang là 49 và bề sâu là 45 nha, rất là hay. Này test cái bài sơm sơm ngày cưới cho anh em xem ha. Alo, 1 2 3 4 5 6 Alo, 1 2 3 4 Let's go, các siêu nhẹ nha. Khi mua xe bắp này anh em sẽ giảm tầm 1 triệu đồng cho bà con nhé. Tầm vi ha. Hay ngày mai khác sẽ chốt luôn ha. Nhưng trời lỡ có cửa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.